con có gì mà giữ riêng mình. Tất cả do Chúa thương ban nên con chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là tôi tớ tin chung khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Con mãi là đầy tớ bất chung. Xin cho tôi các linh hồn. Đó là khẩu hiệu giám mục, là châm ngôn của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình. Ngài luôn sống trọn vẹn khẩu hiệu của đời mình. Trong nhiều năm qua, Đức cha Phêrô đã sống hành động bằng những việc làm cụ thể và thực hành lời Chúa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Ta khát, các ngươi cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm. Năm nay, năm 2020, kỷ niệm năm thứ 11, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ về coi sóc giáo phận Thái Bình. Ngài rất ưu tư và dành một tình cảm đặc biệt quan tâm đối với những anh chị em gặp hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em mồ côi, người phong cùi, những người khuyết tật, những người già cả neo đơn. Đã có nhiều sự kiện trong giáo phận được diễn ra do Ngài khởi xướng, với mong muốn mỗi thành viên trong gia đình giáo phận chia sẻ những đớn đau trong kiếp người, mang lòng thương xót Chúa đến cho người nghèo, giúp đỡ những người đau yếu bệnh tật bằng nhiều việc làm cụ thể dành cho những anh chị em kém may mắn trong xã hội. Nói đến giáo phận Thái Bình, mỗi người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh về một vị chủ chăn là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, là người cha đã luôn quan tâm chăm lo cho người nghèo, người khuyết tật. Đã 18 năm trôi qua, dù ở đâu hay cương vị nào, từ khi còn là linh mục và trở thành giám mục, Đức cha Phêrô đã tổ chức ngày hội ngộ đầu tiên năm 2001 từ An Dương, Xuân Đình, Hà Nội, rồi về Thái Bình. Năm 2019 là năm thứ 10 tổ chức tại Thái Bình, với số lượng tham dự ngày đại hội khuyết tật ngày càng tăng lên. Trong kỳ hội ngộ đại hội khuyết tật năm 2019, điều đặc biệt hơn nữa có sự hiện diện của Đức cha Mario Yamanuchi, giám mục giáo phận Saitama, Nhật Bản, Đức cha Jose Châu Ngọc Chi, giám mục giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Quý đức cha đã hiện diện đồng hành cùng với những người khuyết tật trong dịp hội ngộ này. Các bác sĩ tình nguyện thuộc giáo phận Incheon, Hàn Quốc, do cha Joan Bautista Nam Sangbon làm trưởng đoàn, cùng các y bác sĩ trong nước và nước ngoài, các bác sĩ từ Sài Gòn, lương y từ Hà Nội và Thái Bình đã khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, đan xen những hoạt động bác ái được tổ chức trong hai ngày diễn ra đại hội và giao lưu những trò chơi dân gian, những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao bổ ích như hội chợ, đổi quà tại các gian hàng, tặng quà, quần áo, bánh kẹo, thực phẩm và xe lăn cho những người có nhu cầu. Đại hội năm nay là dịp thuận tiện hơn nữa để anh chị em có cùng cảnh ngộ, được bày tỏ niềm vui chia sẻ và động viên, khích lệ lẫn nhau, cùng vươn lên trong cuộc sống. Cùng tấm lòng hảo tâm và sự hiện diện đầy chân quý của quý ân nhân như ông Tổng Giám đốc và Công ty Thức ăn Chăn nuôi Cổ phần Việt Nam, Hội Y Lazaro, Bệnh viện Quốc tế Saint Mary Incheon, Hàn Quốc, quý ân nhân xa gần. Cùng đồng hành với người khuyết tật, Đức cha Phêrô đã dành nhiều thời gian đi đến tận nơi những người khuyết tật, hỏi thăm, động viên và khuyến khích họ hãy sống thật tốt vì có Chúa và mọi người đang đồng hành với họ. Ngoài ra, còn có rất nhiều người đã âm thầm hy sinh, lặng lẽ đồng hành cùng Đức cha, quý thầy phó tế, trùng sinh, tu sinh, quý sơ và hơn 500 tình nguyện viên là các bạn giới trẻ
là học sinh, sinh viên đến từ khắp nơi. Để có được những bữa cơm, manh áo, tấm chăn và cả tiền bạc dành tặng cho những người kém may mắn. Đại hội khuyết tật năm 2019, các đoàn đến từ hơn 100 đơn vị thuộc các tỉnh khu vực miền Bắc. Năm 2019, phần lớn đều đã được trải qua các kỳ đại hội những năm trước. Tiết trời đất Bắc giữa đông sau trận đại hàn có ấm hơn, như thể bù đắp cho bao thiệt thòi của những số phận thiếu may mắn. Dù đi lại khó khăn, nhưng các tham dự viên vẫn sẵn sàng vượt qua chặng đường dài để đến với ngôi nhà chung giáo phận Thái Bình. Bởi họ biết, trong kỳ đại hội này, họ không chỉ nhận được những gói quà vật chất, mà to lớn hơn cả là tình cảm nồng ấm giữa con người với con người. Số tham dự viên lên tới hơn 5.500 anh chị em và gần 1.000 tình nguyện viên, sinh viên, các y bác sĩ trong và ngoài nước từ khắp các vùng miền, không phân biệt tôn giáo. Thánh Giacobbe nói, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. Thật thế, một thân xác không hơi thở là một thân xác chết. Cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết. Trước những nhu cầu thực tế của các kỳ đại hội khuyết tật, số người tham dự ngày một tăng lên, Thiên Chúa đã soi sáng cho Đức Cha Phêrô. Chính vì thế, ngày hôm nay, hưởng ứng lời mời gọi của Đức Cha Phêrô, giám mục giáo phận, Ngài đã hành động bằng những việc làm cụ thể là xây dựng khu trung tâm lòng Chúa thương xót, hướng nghiệp dạy nghề nội trú dành cho người nghèo khuyết tật, được xây dựng trên nền khu đất rộng khoảng 30.000 m2, tọa lạc tại giáo xứ An Lạc, thôn An Lạc, xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là nơi đào tạo dạy nghề, tạo công ăn việc làm dành cho những người khuyết tật, nghèo khổ, cùng cực, bị bỏ rơi, những người thiếu may mắn, những người đau khổ và bệnh tật. Hướng nghiệp dạy nghề và tạo công ăn việc làm cho những anh chị em đó. Nơi đây sẽ trở thành một gia đình, một nơi làm việc, một ngôi trường cho biết bao số phận thiệt thòi trong cuộc sống. Ở đây, những con người không may mắn sẽ có chốn nương thân, có thể làm ra kinh tế, được học tập và chăm sóc sức khỏe. Cùng Hòa Chung Giáo hội Hoàn Cầu mừng kính trọng thể lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, ngày 29 tháng 6 năm 2020, hai vị thánh là hai trụ cột của giáo hội, là nền tảng kiên vững của tòa nhà đức tin. Giáo phận Thái Bình cũng hân hoan tổ chức mừng lễ và mừng bổn mạng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình tại trung tâm lòng Chúa thương xót An Lạc. Và hôm nay cũng là dịp để quý ban hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ mừng ngày lễ bổn mạng của mình. Hiện diện trong thánh lễ có quý cha trong và ngoài giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, quý vị đại ân nhân giáo phận và chiên đoàn giáo phận Thái Bình, cùng hiệp ý với Đức Cha Phêrô dâng lời tạ ơn Chúa và tỏ lòng biết ơn với giáo hội, với người cha chung đã hết lòng yêu thương, nhiệt thành phục vụ giáo phận. Con xin chào Đức Cha, trọng kính Đức Cha. Hôm nay cả và giáo hội mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là hai vị thánh cột trụ của giáo hội. Rất vui mừng giáo phận chúng con được hôm nay quy tụ về người cha chung để mừng lễ quan thầy bổn mạng Đức Cha tại trung tâm mục vụ lòng Chúa thương xót tại An Lạc, giáo phận Thái Bình. Nơi đây sẽ là trung tâm đón tiếp những bệnh nhân, những người khuyết tật, những người kém may mắn trong xã hội. Ưu tư đặc biệt của Ngài là luôn quan tâm tới những người già cả, ốm yếu, bệnh tật, những người kém may mắn trong xã hội. Xin Đức Cha cho chúng con được biết khi nào trung tâm tiếp nhận và đi vào hoạt động. Trước hết, hôm nay giáo phận Thái Bình có tổ chức một ngày hội ngộ để sống, suy niệm và cầu nguyện cho Hội Thánh, để mọi người, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Thái Bình sống ý thức về giáo hội và niềm vui được hiệp thông với giáo hội. Và giáo hội là thân thể của Chúa, là trái tim của Chúa,
cho nên hiệp thông với giáo hội là hiệp thông với chính Chúa Kitô, đứng sáng lập lên hội thánh của Chúa. Trung tâm này cũng dành để đáp ứng và phục vụ cho các nhu cầu của hội thánh Chúa tại địa phương Thái Bình Hưng Yên, tức là giáo phận Thái Bình Hưng Yên chúng ta. Trước mắt trong cái mùa hè này, mặc dù là đại dịch Covid, nhưng mà trung tâm cũng đã khởi sự đi vào trong hoạt động bằng cách là đào tạo liên tục các khóa đào tạo giáo lý viên, tình nguyện viên, các huynh trưởng và các chuyên đào tạo các em thiếu nhi thánh thể, bắt đầu từ 15 tháng 7 cho tới hết tháng 8 trước khi vào niên học mới. Ngoài cái việc đào tạo huấn luyện này thì còn nhiều cái nhu cầu khác, đặc biệt vì cái danh xưng gọi là trung tâm lòng Chúa thương xót thì không thể không nghĩ tới trận lòng thương với Chúa dành cho những người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi. Cho nên trong tháng 7, tháng 8 sắp tới đây thì trung tâm cũng sẽ bắt đầu tiếp nhận các cái đơn xin của những em khuyết tật, của những em nghèo khổ cùng cực bỏ rơi từ lớp 6, lớp 7 trở lên. Hy vọng với một hai lớp ban đầu coi như là khóa khởi đầu, là dần dần sẽ cải thiện và hoàn chỉnh sau. Và con được biết vào ngày 12 tháng 12 năm 2020, Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót tại An Lạc Giáo Phận Thái Bình được cắt băng khánh thành. Vâng, đúng như vậy. Mặc dù công việc thì nó cũng đang là hoàn thành, nhưng mà sẽ cố gắng hết sức sớm bao có thể để đem ra phục vụ, vì trận lòng thương cũng như yêu mến các em nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi thì bằng hành động, bằng việc làm càng sớm càng tốt. Cho nên trung tâm sẽ cố gắng, mặc dù còn rất là nhiều thiếu thốn, nhưng mà vì nhu cầu của các em cho nên trung tâm sẽ cố gắng để ngay từ niên học mới này 2020-2021 thì trung tâm sẽ chính thức bắt đầu thành lập và sẽ khánh thành vào dịp lễ Chúa Giáng sinh ngày 12 tháng 12 năm 2020. Vâng, xin Đức Cha có đôi lời tâm tình gì với quý vị ân thân nhân và quý cộng đoàn trong và ngoài giáo phận? Kính thưa quý khán thính giả và các riêng các ân nhân của Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót, đối với cá nhân tôi, cái cảm xúc tri ân biết ơn đối với Chúa, đối với Lòng Chúa Thương Xót dành cho người nghèo khổ cùng cực bị bỏ rơi luôn luôn canh cánh bên lòng, với cái lòng biết ơn sâu xa đối với các ân nhân. Vì hiển nhiên cái cơ sở này từ khởi sự cho tới hôm nay được như vậy, tất cả là dấu chỉ, bằng chứng nhắn tiền, lòng quảng đại, hy sinh của rất nhiều ân nhân. Đặc biệt có những ân nhân đóng góp hy sinh toàn bộ gạch, đá, cũng như là sắt, thép, rồi xi măng, rồi bao nhiêu công sức khác. Tôi không dám kể lên cái tên tuổi của các cái người đó do cái sự khiêm tốn của họ, nhưng mà riêng tôi rất là cảm kích và tôi luôn luôn xin lòng Chúa thương xót đổ muôn tràng muôn phúc lành đáp lại cho cái lòng quảng đại hy sinh của các cái vị đại ân nhân đó, và cũng như là của rất nhiều người khác từ mọi lĩnh vực, mọi phương diện để hình thành nên cái trung tâm này. Cho nên trước khi kết thúc, tôi cũng xin gửi gắm và nhờ ban truyền thông chuyển lời cảm ơn của tôi cũng như là của cả giáo phận tới tất cả các ân nhân. Xin cảm ơn. Vâng, chúng con vừa được hiệp thông thánh lễ tạ ơn mừng kính thánh Phêrô, quan thầy bổn mạng của Đức Cha. Con thay lời cho anh chị em trong ban truyền thông giáo phận Thái Bình, xin kính chúc Đức Cha dồi dào sức khỏe, tràn đầy hồng ân của Chúa Thánh Thần ban trên sức mạnh cho Cha để ơn khôn ngoan sáng suốt Đức Cha lãnh đạo con thuyền của giáo phận đạt tới bình an trong tình thương của Chúa. Một lần nữa con xin cảm ơn Đức Cha đã dành cho chúng con cuộc phỏng vấn đặc biệt này. Trung tâm hướng nghiệp Lòng Chúa Thương Xót được những thành quả như ngày hôm nay nhờ lời cầu nguyện của quý vị, quý ân nhân xa gần đã giúp công giúp của, các công nhân thiện nguyện của bà con giáo dân thuộc các giáo xứ trong giáo phận Thái Bình tham gia rất nhiệt tình,
không những đóng góp về công sức mà đóng góp cả tinh thần lẫn vật chất. Nhờ đó mà công trình thi công rất nhanh, mặc dù kinh tế và tiền bạc rất hạn chế. Nhờ vào lòng quảng đại hy sinh của bà con giáo dân, trong đó có những đồng tiền của bà quá nghèo. Nhờ đó mà công trình nhà đa năng, trung tâm lòng Chúa thương xót sẽ được cắt băng khánh thành vào dịp chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh ngày 12 tháng 12 năm 2020. Công năng phục vụ Trung tâm lòng Chúa thương xót An Lạc Thái Bình. Trung tâm lòng Chúa thương xót An Lạc có mục đích trước mắt đáp ứng các nhu cầu đào tạo và huấn luyện của giáo phận kể từ mùa hè tháng 7 năm 2020, tổ chức các khóa đào tạo thiếu nhi thánh thể, linh hoạt viên, tình nguyện viên, giáo lý viên vào dịp hè tháng 7 năm 2020, đáp ứng các khóa tĩnh tâm, thường huấn, bồi dưỡng cho các hội đoàn, đoàn thể, làm nơi tĩnh tâm, cầu nguyện cho các hội đoàn và các nhóm nhỏ có nơi cầu nguyện, đặt mình Thánh Chúa suốt ngày. Mục đích xa hơn, trung tâm còn nhắm mục đích xa làm vườn ươm ơn gọi cho giáo phận hay tiểu chủng viện, trụ sở đặt tại nhà mục vụ giáo xứ An Lạc. Trung tâm còn có mục đích làm nhà hưu cho các linh mục nào muốn. Như vậy, giáo phận sẽ có 3 nhà hưu đặt tại nhà chung, đại chủng viện và trung tâm lòng Chúa thương xót. Trung tâm còn tiếp nhận các em nội trú phổ thông, học nghề cho các em học sinh nghèo, khuyết tật từ niên khóa 2020-2021. Trung tâm còn quan tâm chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, nuôi dưỡng các trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật, cùng cực, bị bỏ rơi. Gì mà giữ riêng mình, tất cả do Chúa thương ban nên con chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là tôi tớ tin chung khi mỗi ngày con biết chia sẻ, con mãi là đầy tớ bất chung khi ân huệ ngài con giữ cho riêng mình. Vì Chúa sinh